or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Xin chào mọi người, và hôm nay mình sẽ chơi Hero Arena và mình sẽ chơi Polaris tướng thuộc loại đấu sĩ nhé. Các bạn sẽ lên trước khi mình chơi một. Thỏ. Ok. Ui giời. Con này thỏ. Đồ. Ôi thỏ. Đồ này. Á. Ôi két mẹ. Về bạn ơi, hôm nay lát rồi bạn ơi, không còn được về luôn đấy. Ôi. Về họ mình bạn ơi, về gấp mình hết máu rồi. Và cái chiêu thứ ba của con này nó có thể tự hồi máu. Đấy, cái chiêu thứ nhất đó, và bạn cứ lướt như thế. Con này giống như con sát thủ đó. Cái chiêu của con này giống như trong của liên quân, cái con ninja gồng ấy, con Ari ấy. Vậy họ bạn này thắng về vậy họ thắng về đồ hết thôi. Con này nó cũng tương tự con Ari ninja gồng á, cái chiêu một y chang luôn đấy. Bạn đánh thường chiêu một, bạn cứ lướt lên nhé, bạn cứ thôi về. Ủa, thôi xong
đồ à. Và con này mình sẽ lên full tăng. Bị lạc đường này, vào trong chỗ cái chỗ bắn đi luôn. Thanh niên này có vẻ như bị lạc trôi đâu trong chỗ này. Quay, thôi. Rồi thỏ phê cỏ. Qua đây bạn ơi, quay. Ui đồ này thỏ phê cỏ đồ á. Đồ bạn ạ. Về đây, lên đây. Ôi. Đổ. Ôi. Chạy hỏi anh ơi. Ôi. Băng chậu luôn. Yên tâm con này chưa ba nữa. Vẫn là hồi máu mà. Sợ gì. Băng chậu là nghề của mình mà. Con này rất là khỏe nha các bạn. Rất là châu bò. Wow. Đùa. Thôi. Còn tiêm máu, không đùa được. Ui. Đâu để bạn ăn đâu. Đồ về. Ôi thôi. Thôi anh ơi. Tha em anh ơi. Cho anh về. Cho em về anh ơi. Sao cái gì em mãi đây.
đồ này chạy đâu. Ôi, tự nhiên có mạng rồi. Ui. Có mạng cho mình luôn. Thỏ này. Thịt thỏ, đập luôn. Ôi, ui, đùa. Ôi, thôi. Thôi phá chỗ nhanh bạn ơi, end game bạn ơi, nhanh nào. Ôi, đúng kìa. Và video mình sẽ kết thúc ở đây. Và xin chào mọi người. Bye bye.